hấp dẫn không? Hấp dẫn rồi cả nhà. Xin chào cô chú anh chị và các bạn, quay trở lại kênh Nhân Vật Sài Gòn Du Lịch nhé. Nay mình có đi qua đường Sư Văn Hạnh, mình quay chia sẻ giới thiệu đến cô chú chị bạn, đó là chị gái đổ bánh cuốn ở đây thấy hấp dẫn và đông khách nhé. Mình quay chia sẻ giới thiệu đến cô chú chị bạn cùng khám phá nhé. Ở đây chị bán ngay góc đường Sư Văn Hạnh và đường Lý Thái Tổ rồi cả nhà. Ở đây là con đường Sư Văn Hạnh, còn đường Lý Thái Tổ ngay góc đây luôn. Cô chú chị bạn ai có đi làm buổi sáng ở khu vực này thì ghé đây mua dùng thử xem sao nhé. Đây chị có một cái nồi để đổ bánh này, tổ với cả cái bàn thôi. Em chào chị nhá. Dạ. Mình bán bánh cuốn này lâu chưa chị? À, mười mấy năm ở đây rồi đó. Ở đây mình mở bán từ mấy giờ đến mấy giờ nhỉ? 5:30. Dạ. Đến mấy giờ mình nghỉ chị? 10:30. Dạ, 10:30 chị nghỉ đó. À, chị thái chả đó. Cái chả này nhà mình tự làm hay mình mua ấy chị? Mình làm đó. Dạ. Như mua giá tiền ở đây mình bán là bao nhiêu tiền một hộp? 25.000. 25.000. 25, 20, 30. Dạ. Đổ, thấy cái nồi để đổ bánh cuốn này nhìn sạch sẽ. Ở đây mình có cả bánh cuốn trứng phải không? Đúng rồi. À, bánh cuốn trứng thì bao nhiêu chị? 25-30. À, 25-30 luôn. Tùy theo khách ăn là trứng nhiều hay ít. À, thấy ở trong cái tủ này có chả, với cả có mấy cái nhân thịt ở dưới để làm bánh. Chả luộc đó. Còn lúc giờ rất là đông mà lúc thì ít người lắm. Ở đây mình cao điểm là tầm mấy giờ cái đông khách chị? Lúc 6:30. Ở bên đây bột này. Đây chắc chỉ có mình chị làm thôi hả? Dạ. Có ai phụ chị nữa không? Đây có ông xã thôi. À, hai vợ chồng bán đó. Hai vợ chồng bán ở đây hơn 10 năm ở đây rồi. Đấy, nó lâu rồi. À, mình ngồi đây và cái bảng mình để tút ở bên kia ha. Thấy bánh cuốn nóng và bánh ướt kìa. 20-25k. Cái bảng nó tít bên đó. Dạ. Đây bánh cuốn này. Nóng hổi nha cả nhà. Đứng đây mà nóng. À, mình cuốn xong cho vô cái thùng nó cho giữ nhiệt nóng à chị? Đúng rồi. Dạ. Thấy tay chị làm rất nhanh, đổ liên tục. Cắt nhanh. Ô, đừng có run nha chị. Em nghe nói run sao nè. Dạ. Chị thấy em quay run nữa. Chị quê ở đâu nhỉ? Ninh Bình á. Dạ. Sơn Ninh Bình. À, bánh cuốn Ninh Bình nữa. Thấy ở đây cái món này nhiều người bán, là người Ninh Bình bán nhiều. Tay chưa làm rất nhanh. Bánh cuốn hả? Thấy
có chả, có mấy cái nhân thịt. Ở trong Sài Gòn thấy nhiều người ở Ninh Bình vô đây bán bánh cuốn quá. Cái này bọn này nó mới ra, em hôm nay trước bọn nó mới ra, bọn đấy nó toàn mới ra hết à. À. Em bán lâu rồi. Dạ. Có như là chị là chùm đầu đó, còn mấy người đó là chùm cuối. Chắc ngoài Ninh Bình người ta bán cái món này nhiều lắm hả chị? Dạ. Dạ. Cô ăn hai chục phân đúng không? Ừ, đúng rồi. Đó, tiền đó. Không phải cái này gửi đi đâu rồi. Dạ? Phải cái này gửi đi đâu rồi. À, quay để lên YouTube à cô? Dạ. À, cô còn khen là chị này bán là bánh ngon nổi tiếng ở đây. Không bao giá đúng không? Không giá. Lấy em không? Anh em hỏi chị. Đây nem chả, bánh phồng, tôm, giò, đầy đủ hết. Thấy ở đây ít người ăn bánh cà cuốn trứng hả? Dạ. Có ngày bán là 20 cái. Dạ. Khách mà. Vâng. Có nhiều chỗ thì em quay thì thấy người ta bánh cuốn trứng nhiều lắm. Thấy là chị có đôi tay làm cũng nhanh ha, đổ bánh điêu luyện. Dạ. Cái này nhiều khi phải có kỹ thuật đó chị hả? Dạ. Ngày 200 phần. Ồ. Cái này thì bán hơn chục năm mà chắc có nhà ở Sài Gòn rồi đó. Dạ. Dạ. Vâng. Cái này ngày trước mình có học ai không hay tự mình ra mình nghiên cứu mình làm thôi? Có bà chị em làm đâu rồi. À. À, thấy đổ vào xong ve ve cho tròn thành cái bánh. Thấy người ngoài Bắc vô đây chịu khó quá hả? Ai cũng vô đây cũng làm giỏi. Chắc mình thuê nhà gần đây hả? Dạ. Thuê gần đây mình đẩy ra đây bán cho tiện.
chỉ có nước anh đây ha. Bánh cuốn để cái lộ không đó mà mình còn họ bánh nước để đầy đủ không ớt. Bánh ướt đó là chỉ để trong cái thùng đó, thùng đó giữ nhiệt cho nóng. Đây thấy chị bán là khách mua đi nhiều ha. Thế là đông người mà khách quá trời. Không, hôm bữa em đi qua đây em thấy chị đông khách quá trời luôn đó, xếp hàng ở đường này. Buổi sáng mà bán được 200 phần nhẹ nhàng thế cũng khỏe ha. Dạ. Cái nghề này chắc nó cũng nhàn, nó cũng cực vậy đâu không chị? Vất vả. Mấy cái nghề mà bán bún bán biếc ấy, mình nấu nhiều mệt. Bánh cuốn đúng không? Không, nước là không ớt. Hai hộp mò bánh cuốn, mò bánh nước. Thấy chị ve thì nó đẹp mắt đấy. À, chồng của chị chỉ có thu tiền và đưa cho khách rồi đó. Rồi chị làm cho em một phần bánh cuốn trứng. Ăn ở đây. Xem bánh cuốn trứng của chị ăn có khác biệt gì mấy chỗ khác không? Bây giờ bắt đầu chị làm cho mình bánh cuốn trứng này. Cho cái bột lên xong đập trứng vô. Hấp dẫn ha. Có nhiều người đổ vội quá là trôi luôn. Dạ. Bốn phần đó.
đây bánh cuốn trứng này. Bánh cuốn trứng chỉ được nhiêu đó thôi hả chị? À đó. Em tưởng được nhiêu đó nhiều lời quá. Cái phần đó thì bao nhiêu tiền đó chị? Dạ 30.000 đó, chị để ở bàn em đi. Dạ. Đây luôn nhé. Vâng. Thấy tay chị làm nhanh quá hả? Cái đấy chắc là quen phải không chị? Tay chị làm rất nhanh. Như bán cái món này thì một năm có về Bắc lần nào không? À. Về là nghỉ đó, mình không bán đâu. Ở đây mình kêu chị làm cho mình phần bánh cuốn trứng này. Bánh cuốn trứng có một trái trứng nha cả nhà. Cuốn trong bánh đó, có nhân thịt ở trong luôn này. Ở đây có chả này, có cả dưới này có thêm một bánh cuốn không nữa này. Đó, nhân thịt, chả, nem. Thấy quá trời nha. Phần này mình kêu là 30.000 này. Bánh cuốn trứng đó. Đây nước chấm. Chan vô. Thấy hấp dẫn rồi cả nhà. Sau đây sẽ thưởng thức xem sao. Xin mời cô chú chị và các bạn nhé. Ăn thử với bánh cuốn trứng này có khác biệt mấy chỗ kia không? Đây. Ăn này ok cả nhà. Thấy cái nhân thịt ở trong rồi. Ăn nó bùi bùi này, béo béo, ngon, thơm. Ở nhân thịt ở trong này ăn là rất ngon nhé. Đây chả này. Khách mua rất đông. Thì thấy ăn bánh cuốn trứng ngon quá trời quá đất luôn á. Không ngon dễ gì ta. Hả? Không ngon dễ gì ta. Thấy cái nhân của mình nó thơm thơm mà béo á. Ở đây còn cái này cho vậy. Lốt tay cho mình. Khách là rất đông. Sao của em không có cái bánh phồng tôm nữa hả? Em hỏi anh em biết đâu. À thế hả? Không sao hết, tí này tí hỏi thôi chứ. Và sao lại không có cái đó? Khách buổi sáng là đi làm qua đây mua quá trời.
sau đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú chị bạn rất nhiều nhé. Cô chú chị bạn hai cứ làm buổi sáng ghé đây thưởng thức xem sao nhé.